Candy chào mừng các em quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4. Trong video này, mình sẽ cùng nhau học Unit 5 Things We Can Do, Lesson 1. Bài số 5, những điều mà chúng ta có thể làm được. Trong video này, mình sẽ cùng nhau học một số các cái động từ và hỏi trả lời về khả năng của bạn. Để làm quen với từ vựng, trước hết các bạn cùng nhau tìm hiểu một video bài hát Can You. Các bạn có thể tìm cái video này trên YouTube được nhé. Mình cùng nhau đến với từ vựng đầu tiên. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Chạy xe đạp. Ride a horse. Ride a horse. Ride a horse. Cưỡi ngựa. Play the piano. Play the piano. Play the piano. Chơi đánh đàn piano. Play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. Chơi đánh đàn guitar. Fly a kite. Fly a kite. Fly a kite. Chơi thả diều. Skip. Skip. Nhảy dây. Dance. Dance. Nhảy nhót, khiêu vũ. Sing. Sing. Hát. Chúng ta cùng nhau ôm lại từ vựng. Ride a horse. Ride a bike. Play the piano. Play the guitar. Fly a kite. Dance. Sing. Skip. Play the piano. Play the guitar. Để các bạn có thể ôm lại từ vựng ha, Miss sẽ cho các bạn một trò chơi. Các bạn sẽ nhìn vào cái bức hình ở bên tay trái và sau đó mình sẽ chọn đáp án A, B, C, D ở bên tay phải tương ứng với cái hình ha. Ở bức tranh đầu tiên các bạn thấy hoạt động là nhảy dây ha, vì thế mình sẽ chọn từ cùng ôm lại từ vựng một lần nữa. Ride a horse. Ride a bike. Play the piano. Play the guitar. Fly a kite. Dance. Sing. Skip. Chúng ta đến với phần đầu tiên, part 1, look, listen and repeat. Trong phần này các bạn sẽ nhìn vào hai bức tranh, nghe một đoạn hội thoại và sau đó mình cùng luyện đọc lại. Trước hết mình cùng listen. Unit 5. Things we can do. Page 34. Lesson 1. Activity 1.
look, listen, and repeat. A. I can fly a kite. I can skip. B. Can you ride a bike? Yes, I can. No, I can't. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung. Ở bức tranh số 1, I can fly a kite. Tôi có thể thả diều. I can skip. Tôi có thể chơi nhảy dây. Can you ride a bike? Bạn có thể chạy xe đạp không? Yes, I can. Vâng, tôi có thể. No, I can't. Không, nhưng tôi thì không thể. Vậy các bạn để ý khi mình muốn hỏi khả năng của ai đó có thể làm được gì hay không, mình sẽ có câu Can you ride a bike? Bạn có thể làm cái gì đó hay không? Nếu như mình có thể làm được, mình sẽ say Yes, I can. Có, tôi làm được. Còn nếu mình không làm được thì mình sẽ nói No, I can't. Không, tôi không làm được. Ví dụ, Can you play the piano? Yes, I can. Hoặc là No, I can't. Can you play football? Yes, I can. Hoặc là nếu không thể, các bạn sẽ say No, I can't. Chúng ta đến với part 2. Listen, point and say. Nghe, chỉ vào bức tranh và sau đó đọc, nói ha. Trong phần này các bạn sẽ có 4 bức tranh A, B, C, D và một cấu trúc câu Can you? Các bạn sẽ nhìn vào 4 bức tranh và sau đó thay phiên nhau luyện nói bạn có thể làm gì đó được hay không? Yes, có thể. Hoặc là no, không thể. Trước hết chúng ta cùng listen. Page 34. Lesson 1. Activity 2. Listen, point and say. A. Ride a bike. Yes. B. Ride a horse. No. C. Play the piano. Yes. D. Play the guitar. No. A. Can you ride a bike? Yes, I can. B. Can you ride a horse? No, I can't. C. Can you play the piano? Yes, I can. D. Can you play the guitar? No, I can't. Chúng ta đến với phần số 3, Let's Talk. Hãy cùng nhau nói. Trong phần này các bạn sẽ thấy có 4 bức tranh. Cây đàn guitar nè, xe đạp nè, con ngựa nè và đàn piano ha. Mình sẽ cùng hỏi và trả lời về khả năng của một người nào đó. Can you? Yes, I can. No, I can't. Ví dụ ở bức tranh đầu tiên mình thấy là cây đàn guitar ha. Mình sẽ hỏi là bạn có chơi được đàn guitar hay không? Can you play the guitar? Nếu các bạn trả lời chơi được, yes, I can. Còn nếu mình không chơi được, mình sẽ say no, I can't. Tương tự với ba bức tranh còn lại ha. Chúng ta đến với phần số 4, listen and tick. Lắng nghe và sau đó tick vào đáp án đúng. Trong phần này chúng ta sẽ có hai câu, câu số 1 và câu số 2. Ở mỗi câu các bạn sẽ có hai bức tranh là A và B. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn hội thoại và các bạn sẽ chọn đáp án 1 A hay là 1 B tương ứng với câu trả lời. Trước khi listen, mình cùng nhau nhìn vào bức tranh và đọc nội dung của bức tranh lên. Ở bức tranh số 1, A, play the piano. B, ride a horse. Bức tranh số 2, câu số 2, bức tranh A, ride a bike. Và bức tranh B, play the guitar. Chúng ta cùng nhau listen.
Page 35. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. What's she doing? She's riding a horse. Can you ride a horse? Yes, I can. 2. Can you play the piano? No, I can't. Can you play the guitar? Yes, I can. I can do it well. Các bạn có thể tua đây tua lại nhiều lần nếu như các bạn nghe chưa rõ. Và bây giờ mình cùng nhau kiểm tra đáp án. Câu số 1, đáp án của chúng ta là B, ride a horse. Và câu số 2, đáp án của chúng ta cũng là B, play the guitar. Chúng ta đến với phần số 5. Look, complete and read. Nhìn vào bức tranh, hoàn thành câu và sau đó đọc to lên. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh. Bức tranh số 1, số 2, số 3 và số 4 cùng với 4 câu từ 1 đến 4. Các bạn sẽ nhìn vào mỗi bức tranh, sau đó các bạn sẽ điền vào chỗ còn trống trong các cái câu từ câu số 1 đến câu số 4 tương ứng với nội dung của câu hỏi là bạn có thể làm gì đó hay không. Ở câu số 1, các bạn có thể thấy là cô gái này đang chơi piano ha. Vậy khi hỏi can you play the piano, các bạn sẽ trả lời yes, I can. Tương ứng với câu số 2, bạn nam này đang ride the bike, bạn đang chạy xe đạp ha, nhưng mà bạn bị té, vậy suy ra bạn có chạy được không? Tất nhiên là không ha, vì thế khi hỏi bạn có chạy xe đạp được hay không? Can you ride the bike? You say, no, I can't. Tương tự ở bức tranh số 3, các bạn thấy bạn này đang ride a horse, cưỡi ngựa ha, vì thế cái từ còn thiếu trong này chính là ride a horse. Và nhìn bạn ha, bạn có thể cưỡi ngựa được, vì thế mình sẽ trả lời yes, I can. Ở câu số 4, bạn nam này đang cầm đàn guitar, nhưng mà mặt bạn rất là buồn ha, có nghĩa là bạn sẽ không chơi được ha. So you say, can you play the guitar? Ở câu B, các bạn thấy I can't, thì chỉ có thể đi được với là no. Chúng ta đến với phần số 6, let's play it. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để hỏi và trả lời về cấu trúc can you, bạn có thể làm được gì đó hay không. Trong phần này, cô giáo sẽ chia các bạn thành hai nhóm, chia lớp các bạn thành hai nhóm. Sau đó cô sẽ đưa ra các bức tranh. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời bạn có thể làm gì đó hay không tương ứng với cái từ ở trong bức tranh. Ví dụ từ đầu tiên, ride a bike. Vì thế bạn nam này bạn hỏi can you ride a bike? Bạn có thể chạy xe đạp hay không? Bạn nữ sẽ trả lời yes, I can. Còn nếu bạn không chạy được thì bạn sẽ trả lời no, I can't. Và lần lượt các bạn thấy từng cặp đôi cho đến khi hết lớp. Trước khi kết thúc lesson 1, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại từ vựng và cấu trúc câu mình đã học trong tiết này. Phần số 1 từ vựng, chúng ta học được 4 từ vựng mới ha. Ride horse, cưỡi ngựa. Ride bike, chạy xe đạp. Play the piano, đánh đàn piano. Play the guitar, đánh đàn guitar. Ở phần số 2, mình sẽ có cấu trúc can you ride a bike? Yes, I can. No, I can't. Bạn có thể chạy xe đạp được hay không? Vâng, tôi có thể chạy được. Ôi không, tôi không thể chạy được. Các bạn có thể thay thế bất kỳ một cái động từ nào tương ứng ha vào cái chỗ này. Và bạn sẽ trả lời yes hoặc là no để mà luyện tập cấu trúc câu này. Nội dung của Lesson 1 Unit 5 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!